Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại TV. Và ngày hôm nay thì mình đang có ở đây một chiếc Samsung Galaxy S20. Và cái vấn đề của cái chiếc máy này đó chính là nó cũng bị xanh màn hình như tất cả những cái chiếc máy khác mà mình đã làm cho các bạn về vấn đề này. Rồi, và đây sẽ là một cái lỗi chung của cái dòng Samsung Galaxy nha các bạn. Và ở mặt lưng của cái chiếc Samsung Galaxy S20 này á thì nó cũng tương đối là tệ. Tuy nhiên thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi xử lý cái phần màn hình của nó trước. Và cái phần màn hình này thì chúng ta sẽ chỉ cần ép cổ cáp lại là sẽ sử dụng lại được thôi, không quá khó khăn. Tại vì mình đã chia sẻ cho các bạn ở rất là nhiều những cái video lần trước rồi. Và với cái chiếc Samsung Galaxy S20 này thì anh kỹ thuật sẽ buộc phải tháo toàn bộ những cái linh kiện của cái con máy này ra thì chúng ta mới có thể tách màn hình ra và chúng ta ép cổ cáp được nha các bạn. Rồi, và hiện tại thì tới công đoạn này thì anh kỹ thuật đã tách ra những cái phần lớp khung bảo vệ dành cho cái chiếc Samsung Galaxy S20 này. Rồi, và đương nhiên là như lúc nãy mình có nói là chúng ta sẽ phải tách hết tất cả những cái linh kiện của nó ra, kể cả cái phần camera trước, camera đục lỗ, và những cái chữ ký ở trên những cái phần linh kiện đó là của khách họ ký vào để bảo đảm những cái linh kiện của họ nhé. Rồi, và tiếp tục thì anh kỹ thuật sẽ đặt lên một cái bàn nhiệt rất là quen thuộc, và chúng ta sẽ sử dụng cái bàn nhiệt này để làm nóng và chạy cái keo dán giữa màn hình và cái phần khung ra. Thì sau khi mà chúng ta đã tách được cái phần màn hình ra rồi á thì chúng ta mới tách tiếp cái phần cô cáp ra để mà chúng ta đi xử lý. Rồi, và cái công đoạn của nó sẽ là như thế nha. Và hiện tại thì anh kỹ thuật cũng đã tách gần hết đến phần cuối của cái chiếc Samsung Galaxy S20 rồi. Và ở cái công đoạn này thì anh kỹ thuật sẽ phải từ từ và rất là cẩn thận để chúng ta có thể tách được cái phần keo cũng như là cái phần cô cáp cũ ra, vệ sinh cho thật sạch sẽ thì tí nữa ráp vào nó mới chuẩn chỉnh được nha các bạn. Và đây cũng là một trong những cái thành phần rất là quan trọng và những cái công đoạn rất là quan trọng mà kỹ thuật phải rất là cẩn thận mới có thể làm được đó. Và cái công đoạn ép cô cáp á, thì các bạn cũng đã thấy ở những cái video trước rồi, nó cũng tương tự như vậy thôi. Và đến bây giờ thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành test lại tất cả những cái chức năng của máy. Đó, phần cảm ứng màn hình nè. Và các bạn đều thấy là cái chiếc máy của chúng ta nó đã lên hình một cách hoàn toàn bình thường rồi, không có những cái mảng xanh, mảng vàng rồi là lốm đốm lộ chỗ nữa. Đó, bây giờ thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành lắp lại cái phần màn hình của chiếc Samsung Galaxy S20 này vào trong cái phần khung của nó. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ lắp lại tất cả những cái linh kiện cho cái chiếc máy này luôn nhé. Và như mình đã chia sẻ với bạn rồi, với những cái dòng máy của Samsung thì họ sẽ sử dụng chủ yếu là keo, cho nên là chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận để đặt cái phần màn hình vào. Và ở cái công đoạn này thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành lắp lại tất cả những cái linh kiện mà chúng ta đã tháo ra ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 này. Rồi, và video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho bạn tất cả những cái công đoạn về ép cổ cáp dành cho chiếc Samsung Galaxy S20. Và nếu như những bạn nào mà chúng ta đang gặp những cái vấn đề về xanh màn hình nè, rồi là sọc màn hình, thì các bạn đừng có vội đi thay màn hình, mà chúng ta hãy tới Điện Thoại Vui và chúng ta thử ép cổ cáp ở trên những cái dòng máy Samsung Galaxy. Đảm bảo các bạn sẽ có một cái chiếc máy hoàn toàn bình thường, ngon lành và được bảo hành đến tận 6 tháng về cái phần ép cổ cáp này. Và tất cả những cái thông tin thì mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video để bạn có thể tiện tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.